Vâng, anh xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN và đại gia đình cựu sinh viên sĩ quan trường Bệnh viện Quốc gia Việt Nam. Kính thưa quý vị, hôm nay chương trình truyền hình của Hội cựu sinh viên sĩ quan trường Bệnh viện Quốc gia Việt Nam vùng Hồ Thành Đốn và phụ cận sẽ bắt đầu với phần tin tức sinh hoạt nội bộ, và sau đó cựu sinh viên sĩ quan Vũ Xuân Đức, khoa 14 sẽ đề nghị vài phân cách đấu tranh hiện nay. Nhưng trước hết, kính mời quý vị theo dõi tin sinh hoạt nội bộ với Diệu Hiền. Diệu Hiền kính chào quý vị. Sau đây là tin về ban tổ chức Đại hội 18 hợp. Nhằm chuẩn bị công việc tổ chức Đại hội 18 nhân lễ độc lập Hoa Kỳ tháng 7 năm 2012 tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ban tổ chức họp lúc 1 giờ chiều ngày 25 tháng 9 năm 2011 tại Fairfax, Virginia. Các cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Công Khanh khóa 18, Đỗ Đức Chiến khóa 20, Bùi Văn Hồng khóa 25, Nguyễn Bắc Ninh khóa 26 cùng quý chị từ các tiểu bang Connecticut và Pennsylvania đã về Virginia tham dự. Buổi họp có mục đích thảo luận phân nhiệm hầu chuẩn bị để hoàn thành trách nhiệm mà Đại hội đồng 17 đã uy nhiệm cho các hội vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Buổi họp đã chấm dứt lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Và kính thưa quý vị, sau đây là tin sinh hoạt văn hóa. Ngày 8 tháng 10 năm 2011, tại San Jose, California, cựu sinh viên sĩ quan Đoàn Phương Hải, khóa 19, trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam đã cho ra mắt tác phẩm Nhớ về người lính năm xưa. Chắc chúng ta đã từng nghe bản nhạc Người ở lại Charlie, ca tụng của Đại tá Nguyễn Đình Bảo, khóa 14, trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, đã anh dũng hy sinh tại căn cứ Charlie. Thì cựu sinh viên sĩ quan Đoàn Phương Hải, khóa 19, đã ở lại bên cạnh người anh hùng này trong những giây phút cuối cùng đó. Do đó, tác phẩm được hình thành nhằm vinh danh những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Một tác phẩm in đậm dấu binh lửa, đầy ấp tình chiến hữu, huynh đệ chi binh. Tác phẩm dành cho những ai đã qua một thời chinh chiến, được thể hiện qua mồ hôi nước mắt của đồng đội, dù còn sống hay đã hy sinh cho đại nghĩa. Đầy đủ hình ảnh kiêu hùng của tất cả quân binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Muốn mua sách, xin liên lạc chiến hữu Đoàn Phương Hải, điện thư haidoan43@yahoo.com hoặc điện thoại 408-752-0653. Kính thưa quý vị, Hội cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam Hoa Thịnh Đốn họp định kỳ. Vào lúc 6 giờ chiều ngày 16 tháng 10 năm 2011, Hội địa phương đã tổ chức họp định kỳ. Mục đích cuộc họp đã là chuẩn bị công tác tổ chức đêm lâm viên 2012 vào Chủ nhật ngày 11 tháng 3 năm 2012 tại nhà hàng Harvest Moon, đồng thời báo cáo những trở ngại trong việc chuẩn bị Đại hội 18. Buổi họp đã đồng ý ngày và địa điểm tổ chức đêm lâm viên, bầu trưởng ban tổ chức, thành lập ban tổ chức và thông qua chương trình sinh hoạt đêm lâm viên 2012. Tiếp đến, buổi họp đã thảo luận và thông qua những công việc chuẩn bị Đại hội 18 như địa điểm dạ tiệc, chương trình du ngoạn, trách nhiệm phối hợp, liên lạc và thực thi những công tác liên hệ đến quý chị phụ nữ lâm viên. Buổi họp đã chấm dứt lúc 6 giờ 30 tối cùng ngày. Xin cảm ơn Diệu Hiền. Và kính thưa quý vị, sau đây xin kính mời quý vị theo dõi bài nói chuyện của cựu sinh viên sĩ quan Vũ Xuân Đức, khoa 24. Kính chào quý vị. Nguy cơ mất đất, mất biển là điều quan tâm của người Việt trong và ngoài nước. Nhiều cuộc biểu tình tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới nhằm lên án thái độ nhu nhược của chính quyền Cộng sản Việt Nam và phản đối chính sách bành trướng của Tàu Cộng. Nhưng ngoài ra, chúng ta có thể dùng nhiều phương cách hiệu quả khác để tích cực đấu tranh cho quê hương đất nước. Năm 2007, các quốc gia vùng Đông Nam Á đã ký hiến chương với mục đích hội nhập toàn vùng. Do đó, người Việt ở trong nước, nhất là quý vị nhân sĩ có uy tín, cần khai thác, quảng bá, chủ động tạo ra nhiều diễn đàn. Sự tham gia các diễn đàn để lên tiếng về những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và hiểm họa bành trướng của Tàu Cộng sẽ góp phần phát động phong trào liên quốc gia để cùng đối phó. Tiếng nói của người Việt sẽ không đơn độc. Quốc gia trong vùng như Mã Lai, Phi Luật Tân đều phẫn nộ trước hành động khiêu khích của Tàu Cộng. Để việc tranh đấu có chính nghĩa,
và Cộng sản không thể lập lờ kết tội lật đổ chính quyền. Người trong nước cần cương quyết thể hiện quyền công dân, nhưng nên tránh tham gia đảng phái chính trị tại hải ngoại. Ngoài việc phản đối, biểu tình, cần có những tiếng nói chân chính của người dân để bảo vệ nhân quyền và quyền lợi dân tộc tại các diễn đàn quốc nội và quốc tế. Thành phần yêu nước cần chọn và đào tạo những người có bản lãnh, tài năng để hoạt động liên kết trong nước cũng như toàn vùng và hội tụ lại thành một khối được thế giới nể nang và lắng nghe. Trong cuộc tranh đấu, vai trò của cộng đồng người Việt hải ngoại là tích cực yểm trợ hữu hiệu. Hơn 3 triệu người Việt tị nạn cộng sản cần phát triển sức mạnh, ảnh hưởng đến chính sách quốc gia nơi mình đang sống. Việc vận động quốc tế hết sức cần thiết để yểm trợ cho tiếng nói của người dân trong nước bằng cách xây dựng sức mạnh và thế lực của chính cộng đồng mình tại quốc gia đang cư ngụ. Việc biểu tình vẫn phải làm, nhưng muốn tranh đấu hiệu quả phải dùng lý trí, phải có tính toán với một kế hoạch lâu dài. Người Việt tại hải ngoại chỉ có điều kiện gây tiếng nói và ảnh hưởng khi đã đạo được vốn liếng về niềm tin, về sự nể phục của các vị đại diện dân cử bằng vốn liếng chính trị. Khi chúng ta giúp một vị đại diện dân cử bằng tài chính, bằng công sức, huy động được cử tri, vận dụng được giới truyền thông, giới thiệu quảng bá, đưa đến thắng cử, chúng ta đã tạo được vốn liếng chính trị nơi vị đại diện đó. Việc tranh đấu nhân quyền cho dân tộc Việt Nam đòi hỏi nhiều vốn liếng chính trị. Các cá nhân hay đoàn thể cần nhiệt tâm gom phần vốn liếng chính trị riêng của mình góp vào mục tiêu chung. Nếu chúng ta có đủ vốn liếng chính trị, có sức mạnh thực tế, các vị đại diện sẽ phải thực hiện các yêu cầu chính đáng của chúng ta. Nếu không có vốn liếng chính trị, thì dù kết hợp cũng sẽ không có thực lực, không gây được nhiều ảnh hưởng. Do đó, những ai còn thiết tha với quyền lợi của cộng đồng cần nhận lấy trách nhiệm, góp phần phát triển, gây dựng vốn liếng chính trị cho chính cá nhân mình và cho cộng đồng mình qua những hình thức ghi danh cử tri, đi bầu, đóng tiền cho các quỹ tranh cử, tham gia các cuộc vận động tranh cử, thường xuyên tiếp xúc với các giới chức chính quyền, hưởng ứng các nỗ lực vận động hành lang và tham gia các hoạt sinh hoạt đa dạng trong đời sống chính trị tại quốc gia mình đang cư ngụ. Chúng ta có thể vận động bằng nhiều phương cách, từ dễ đến khó. Đương nhiên, phương cách khó sẽ có hiệu quả hơn phương cách dễ, nhưng đều cần thiết để hỗ trợ lẫn nhau. Phương cách thứ nhất, gửi thỉnh nguyện thư cho các đại diện dân cử của mình bằng email hoặc điện thoại với mẫu làm sẵn hay nội dung vắn tắt. Phương cách thứ hai, lập phái đoàn đến gặp các dân biểu, thượng nghị sĩ tại địa phương mình đang cư ngụ. Phương cách thứ ba, vận động hành lang toàn thời gian. Chúng ta cần ngân khoản thuê một chuyên viên thường trực để vận động chính sách cho cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt tại Quốc hội Hoa Kỳ. Phương cách thứ tư, vận động Quốc hội như điều trần testimony hoặc tường trình briefing. Tuy nhiên, điều trần có hiệu quả hơn nhiều so với tường trình. Phương cách thứ năm, lập phái đoàn chuyên viên Quốc hội đến Việt Nam để quan sát tình hình. Sự hiện diện của phái đoàn không những hỗ trợ cho những người tranh đấu cho nhân quyền trong nước, còn là sức mạnh bắt buộc chính quyền Cộng sản phải tự thay đổi, nếu không sẽ bị thay thế hoặc đào thải. Kính thưa quý vị, chế độ Cộng sản độc tài đảng trị là thảm họa cho dân tộc Việt Nam. Nhưng vì quyền lợi cá nhân, bọn đầu sỏ Trung ương Đảng vẫn ngoan cố duy trì để bóc lột, làm giàu. Một bè lũ ác với dân nhưng hèn với giặc. Người Việt trong và ngoài nước chỉ còn một con đường duy nhất là đoàn kết, kiên trì tranh đấu bằng mọi phương cách thích hợp và hiệu quả để mau chóng xóa bỏ chế độ cộng sản dã man tàn bạo, xây dựng một quê hương tự do, dân chủ, hạnh phúc thực sự cho dân tộc Việt Nam. Trân trọng kính chào quý vị. Và kính thưa quý vị, đến đây chương trình truyền hình của Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Trường Văn bị Quốc gia Việt Nam, vùng Hoa Thành Đốn và Phụ Cận xin được tạm kết thúc. Xin thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.
Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Tuyệt Đối đến đây xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những ngày cuối tuần thật an lành và hạnh phúc. Vạn Lý xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình kỳ tới.